vừa về thêm một mẫu xe tải Kia K140 đời 2014 với tải trọng là 1 tấn tư đủ, thùng dài lọt lòng là 3,5 m và 2 phút review cùng trọng xe đẹp. 18C03615, đây là một cái mẫu xe tải Kia K140 với tải trọng là 1 tấn tư đủ. Thời điểm này thì dòng xe Kia K140 vẫn đang có cái mức giá cực kỳ tốt. Hiện tại em đang chia sẻ cái mẫu đời 2014 này với mức giá là 225 triệu đồng. Hiện tại thì sơn zin cả xe nhá. Sơn zin cả xe, tất cả những cái mã kính nguyên bản, cái màu của cái mẫu xe này nó sẽ sáng hơn khi mà chia sẻ trên điện thoại. Bởi vì hiện tại em quay đang bị hơi ngược nắng một chút. Chúng ta sẽ vào chi tiết tổng thành xe của mẫu xe này nhá. Trước tiên về màu sơn, hiện tại sơn vẫn đang là sơn zin nhá. Hiện tại sơn vẫn là sơn zin, toàn bộ phần cabin sơn zin luôn. Tất cả những cái mã kính này, đây, tất cả những cái mã kính nguyên bản đời 2014 này. Đấy, tất cả mã kính nguyên bản nhá. Nó có 4 mã kính thì 4 mã kính nguyên bản luôn. Đây. Đấy. Ok. Toàn bộ phần cột này, cột kèo nguyên bản, xe không lỗi đâm va, cam kết cho anh em luôn nhá. Tất cả những vị trí cột đây. Đó. Hiện tại đăng kiểm thì còn tới ngày 15 tháng 4 năm 2024. Và đối với những cái mẫu đời 2014 này, đăng kiểm hiện tại vẫn đang là 6 tháng một lần. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến chi tiết hơn về tổng thành phần nội thất, thùng bệ, gầm sàn của mẫu xe này. Trước tiên là phần nội thất nhá. Thì ở vị trí bên lái nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy được rằng toàn bộ phần sơn hiện tại vẫn đang là sơn zin. Đây là màu sơn zin nguyên bản nhá. Đấy, sơn zin nguyên bản và chưa có một chút sơn ngoài nào cả. Tất cả phần tem này. Đấy. Và màu sơn còn rất đẹp luôn. Cái vị trí tay nắm cửa đây. Đấy, có phần bạc màu qua thời gian sử dụng này. Đi vào những cái phần mã kính đây. Đấy. Có chia sẻ rồi, những cái mã thì nó sẽ có những cái mã đời 2014 và những có những cái mã kính đời 2013 nhé. Đấy, nó sẽ mã đời dưới đời 14 thì nó sẽ là mã kính nguyên bản theo xe. Những cái mẫu mà nửa đầu đời 2014 sẽ có cái mã kính đời 2013. Tiếp theo đây. Đây. Đấy, những cái phần keo chỉ nguyên bản này. Toàn bộ phần tabi cửa nó giữ nguyên cái màu sắc nguyên bản của nó, nó không bị bạc màu quá nhiều do thời gian sử dụng. Phần nỉ này cũng vậy này. Những chi tiết vẫn còn rất sắc nét nhé. Đấy. Ok. Vào bên trong nội thất thì chúng ta có gì? Vẫn là nội thất nguyên bản với ghế vải nguyên bản theo xe nhá. Và em sẽ zoom một góc rộng hơn để chúng ta tiện theo dõi. Zoom một góc rộng hơn thì đây, tổng thành hiện tại thì ghế vẫn đang nguyên bản, trần cũng nguyên bản, chưa bọc trần. Đấy, toàn bộ chi tiết của cái mẫu xe này vẫn đang nguyên bản nhá. Đi lên phần nội thất đây. Chiếc xe này thì trang bị đầy đủ điều hòa rồi. Hiện tại thì đài FM có lẽ đang hỏng. Đấy, đang hỏng chưa cần sử dụng. Nếu mà anh em mà có nhu cầu thì em hỗ trợ lắp cho một cái đài FM mới. Nó chỉ khoảng mà tầm 300-400 nghìn thôi, không quá là nhiều đâu. Điều hòa, hiện tại chiếc xe này trang bị điều hòa hãng nhá. Điều hòa lắp theo xe luôn, từ ban đầu luôn. Tất cả những cái phần hộp để đồ này. Đấy, tất cả những cái lẫy khóa hộp để đồ, để ly và để gạt tàn thuốc lá nhé. Đây, vẫn còn sử dụng tốt. Đó, ok. Và bộ phần cửa sổ này và vô lăng đều đẹp. Hiện tại thì đây là một cái thông số chia sẻ cho anh em cho vui thôi. Đó là số Oleo của nó đây. Xe đi được 18 vạn nhé. Đấy, đây là một cái thông số chia sẻ cho vui thôi. Đấy. Thật ra đối với dòng xe máy cơ này thì quan trọng nhất là chất lượng xe, chứ còn những cái phần Oleo nó không phản ánh được nhiều. Bỏ phần thảm này ra thì chiếc xe này đã có một cái định vị ở đây rồi. Đã có định vị này. Và toàn bộ phần táp lô còn rất là đẹp và đều. Đấy. Họ có đầu tư những cái phần thảm này từ ban đầu nên là sẽ giữ được cái màu, nó không bị bạc màu. Phần táp lô ấy không bị bạc màu nhé. Đó, ok. Và đó là chia sẻ khá là chi tiết về phần nội thất. Toàn bộ phần cột kèo thì cam kết luôn cho anh em nhé. Kể bằng văn bản giấy tờ luôn, nó là cam kết cho anh em luôn là xe nguyên bản, không lỗi đâm va nhé. Tất cả cột kèo, mọi chi tiết đều nguyên bản. Đấy. Ok.
và đó là chia sẻ về phần nội thất của cái mẫu xe tải Kia K40 đời 2014 với tải trọng là 1 tấn tư đủ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả phần thùng bệ của mẫu xe này. Đến với phần thùng bệ thì sao nhỉ? Với kích thước thùng dài lọt lòng là 3,5m, rộng là 1,65m. Hiện tại thì chiếc xe này với phần tôn thành thùng nhà máy này, bạt thì bạt theo xe thôi, bạt theo xe thôi. Đấy, bạt cũ chứ không phải bạt mới nhá, chưa mày bạt mới đâu. Toàn bộ phần sơn của Bừng Thành đây. Hiện tại toàn bộ phần sơn của Bừng Thành vẫn là sơn zin. Đấy, sơn vẫn là sơn zin nhá. Sơn zin chưa có tỉa tót gì đâu. Có phần vị trí dưới này thì có tỉa qua một chút này. Đấy, sơn tỉa qua một chút ở vị trí dưới này. Đấy. Và chúng ta sẽ cùng đến luôn với vị trí phần sàn. Thì toàn bộ phần sàn sóng nguyên bản nhá, không cong võng. Đây. Đấy, đây là dọc theo phần sàn của thùng này. Đây, toàn bộ phần sàn sóng nguyên bản, không cong võng này, không bùng mọt này. Chủ cũ chở hàng, nếu như chở hàng nặng thì cái phần sàn nó sẽ không được nguyên bản như này nữa, nó không được căng và phẳng như này nữa đâu. Nếu như mà sàn chở nặng nó sẽ bị võng xuống ngay. Và nếu mà chở hàng mặn thì nó cũng sẽ mọt ngay, nhìn chúng ta phải nhìn vào mắt thường nhìn thấy rất là rõ ràng luôn nhé. Đó, ok. Với dàn lốp thì còn tương đối là đẹp. Và những cái phần rô lốp còn nguyên này, vẫn còn nguyên rô lốp này. Đấy, còn tương đối nhá. Ok. Và đây là phần đuôi thùng đây. Toàn bộ phần sàn sóng đây. Đó, và đó là chia sẻ rất là chi tiết về toàn bộ phần gầm mẹ của cái mẫu xe tải Kia K40 đời 2014. Lùi về phía sau thì chúng ta sẽ cùng đến với cả phần bừng đít của mẫu xe này. Hiện tại bừng đít sơn cũng đang là sơn zin. Đây, rất là chi tiết nhá. Những cái phần sơn này, sơn hiện tại đang là sơn zin, em cũng không muốn sơn vào những cái chi tiết này, để nguyên cho anh em mộc mạc nhá. Đây, những phần chấm ở đây, những cái phần là đinh bấm ở đây, thì những phần sơn vẫn là sơn zin luôn. Nên là toàn bộ phần đinh bấm này, toàn bộ phần bửng này đều là sơn zin, nên chúng ta có thể thấy rõ cái màu sơn nó nguyên bản. Nếu như mà anh em muốn sáng màu hơn một chút thì chúng ta có thể gọi là đánh bóng, đánh bóng lên thì nó sẽ màu sẽ sáng rực hơn. Vào phần bên trong phần sàn thì chiếc xe này đã có phần lót sàn sắt rồi, đã có lót một lớp sàn sắt. Nó không phải là quá mới nhưng mà nó phục vụ tốt cái công việc của người chủ cũ, giúp cho bảo vệ tốt được cái phần sàn sóng bên dưới. Với kích thước thùng dài lọt lòng là 3,5m, rộng là 1,65m và cao là 1,730m. Toàn bộ phần khung thành thùng là đóng theo nhà máy rồi nhé. Toàn bộ phần khung thành thùng nhà máy. Đấy. Và phần gáy thùng kia còn rất đẹp. Thì em sẽ lật phần cabin lên, chúng ta sẽ cùng kiểm tra kỹ lưỡng hơn về phần máy cũng như là phần gáy thùng và cua lốp của cái mẫu xe này. Và đó là chia sẻ khá là chi tiết về tổng thể nội thất cũng như là thùng bệ của cái mẫu xe tải Kia K140 đời 2014, trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn rồi. Hiện tại đây những quả lốp sơ cua vẫn còn này, đầy đủ nhá. Hiện tại vẫn còn đầy đủ hai quả lốp sơ cua. Đó, và bên đây, bên phụ đây. Chia sẻ luôn về bên phụ thì đây, tất cả cái mắt kính cũng nguyên này. Đây, vẫn còn nguyên và phần sơn vẫn là sơn zin. Đó. Ok. Và đó là Kia K140 đời 2014. Bây giờ em sẽ lật phần máy lên và chúng ta sẽ cùng kiểm tra kỹ lưỡng hơn về cua lốp cũng như là phần máy móc của mẫu xe này. Đến với phần cua lốp thì đây, toàn bộ phần cua lốp nguyên bản nhá. Đây là cái màu xanh nguyên bản của cua lốp này. Rất là chi tiết, anh em có thể thấy rõ được là không có bị mục mọt tí nào. Đấy, nó hơi han một chút qua thời gian sử dụng thì không thể tránh khỏi rồi. Phần cua lốp này, bên lái này và bên phụ cũng tương tự như vậy. Hệ thống chống nóng chống ồn ở ngay phía dưới cabin đây. Đời 14 nó giữ được form như này phải lo quá tốt rồi nhá, quá đẹp. Đấy. Ok, tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả phần máy. Thì hiện tại máy móc của cái mẫu xe này vẫn còn nguyên bản nhá. Máy nguyên bản. Em vừa mới gọi là em mới ủ dầu để gọi là tránh han gì thôi. Toàn bộ phần máy này, mặt máy này. Toàn bộ phần bơm này. Mà bơm này có giữ vẫn còn giữ nguyên được cái màu nguyên bản của nó nhé, vẫn còn rất là đẹp, màu ánh lên cái màu ánh kim. Tiếp tới là phần điều hòa thì chiếc xe này đã được trang bị một cái điều hòa hãng rồi. Điều hòa nghe lắp theo xe đấy, từ thuở ban đầu đấy nhá, từ lúc mới mua lắp theo xe luôn. Toàn bộ phần hệ thống sắt xi thì có thể thấy được rằng tất cả phần tấm sơn bảo hành còn nguyên này.
Nhưng mà những cái vị trí này vẫn chưa có tháo ra nhé. Nhưng mà chấm sơn bảo hành có nguyên. Đấy, có nguyên chấm sơn bảo hành. Chiếc xe này thì đấy, cam kết cho anh em luôn tất cả những cái vấn đề và tháo cabin chắc chắn sẽ không có xảy ra. Đấy, xe được em kiểm tra rất là kỹ lưỡng nhờ đội ngũ tuyển xe kinh nghiệm. Hiện tại thì chiếc xe này chưa có độ nhíp nhá, và thấy được rằng cái phần ắc nhíp này, ắc nhựa nhíp này giữ nguyên, và 7 lá nhíp của nguyên bản chưa có độ nhíp. Với dàn lốp trước thì vẫn còn tương đối. Đó. Và phần gáy thùng thì phải nói là còn rất là đẹp. Chủ cũ họ chở hàng hoa quả nên là những phần gáy thùng này. Đấy. Nó còn phẳng phiu, nó vuông vắn, nó không bị lõm. Không bị lõm này, không bị bóp méo này. Và phần toàn bộ phần tôn thành cũng vậy. Tôn thành có một số chút nhỏ nhỏ ở đây đâu, không nói kể đâu. Đó, ok. Và đó là chia sẻ về phần thùng bệ, gầm sàn và phần máy móc của mẫu xe Kia K10 là 2014. Vừa rồi là một video review và chia sẻ rất là chi tiết về mẫu xe tải Kia K10 là 2014. Một mẫu xe với tải trọng là 1 tấn tư đủ, trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn, điều hòa hang luôn. Và mức giá đang chia sẻ cho mẫu xe này là 225 triệu đồng. Máy móc nguyên bản, xe không đơn va. Bạn nào quan tâm thì kết nối với em qua các số hotline được hiển thị trên màn hình nhé. Và em ở phố Giang Khánh, thị trấn Tân Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Nguyên. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị em ở video chia sẻ và review lần sau. Xin chào.